Hey, chào tất cả mọi người, mình là Nara Nguyễn và rất vui gặp lại mọi người. Thì các bạn biết đó, hôm nay mình đang có trên tay một đôi Nike đang làm mưa làm gió và mình muốn giới thiệu các bạn. Có lẽ đây là một trong những đôi giày và hiện tại là một trong những đôi giày trend hoặc là giày đi bộ hàng ngày rất là tuyệt vời cho các bạn luôn. Trước khi vào video thì muốn xin giới thiệu các bạn thấy trên tay mình là chiếc áo gì không? Tại bên mình đang có những cái deal về áo Champion rất là rẻ, dưới 500.000 các bạn có thể dễ dàng mua. Chất liệu vải thì siêu dày luôn. Form nè các bạn thấy không, rất là thoải mái. Tem nè, tem thác còn rất là đủ ha. Với những chiếc áo Champion chính hãng và cái deal này thì mình rất khó để tìm, mới được tìm được luôn. Và đặc biệt là thì ở đây mình đang có Baby Tree 12 con giáp đang làm mưa làm gió ở thị trường hiện tại. Thì các bạn mỗi một box như thế này thì nó chỉ tầm khoảng 300.000 thôi, mua về để làm quà, để dùng, để chơi. Nói chung là nhìn bé bé này cưng lắm. Đây là đôi Nike Vomero 5. Nếu như các bạn nào đã follow cái fanpage của giày của Nara của mình á thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ lên deal rất nhiều về đôi này. Bởi vì sao? Thứ nhất là nó rất là êm, thứ hai là đẹp và thứ ba là nhẹ và thứ tư là rất là rẻ. Đôi giày này được làm ra phù hợp với tất cả những cái tiêu chí của Bowman, phải nhẹ, phải êm, phải thoải mái. Thì đầu tiên thì với Nike Vomero thì bốc đỏ như bình thường, nó sẽ là bốc normal giống như là tất cả những cái chiếc bốc của những đôi giày Nike khác, thì cũng là bốc giấy cạc tông màu đỏ, Nike màu đỏ ha, bốc màu đỏ và chữ Nike màu trắng đó. Size tem tag thì ở đây, size thì các bạn tính size chung bình thường ha. Đôi này thì mình nghĩ là các bạn nên lên 0.5 đi cho thoải mái ha, hoặc là đi true size thì vẫn được thôi, không vấn đề gì cả. Rồi các bạn mở ra thì đây là đôi giày chúng ta, thì mình sẽ phân tích rất là kỹ về đôi này để các bạn xem, các bạn thấy là nó sẽ có cái gì. Thì các bạn nhìn trên tay của Nara nè, trên tay mình đang là một đôi Nike Vomero 5. Đôi này được phát triển vào năm 2011. Với cái thời điểm đó thì những đôi giày chạy luôn là một trong những xu hướng. Đôi này có thể đi training và các bạn đi hàng ngày đều rất ok. Và đây cũng là đôi giày đầu tiên có công nghệ zoom air ở phần đâu, ở phần trên nè, cái phần gót giày nè, cái phần gót giày nè và phần mũi giày, có nghĩa là phần đây chứ phần đây ha, có Nike Zoom Air, một trong những công nghệ mà rất là tiên tiến ở thời điểm đó, cho phần trên và phần dưới của đôi giày, có nghĩa là sẽ chịu lực tốt, đàn hồi rất là tốt và đi rất là nhẹ, rất là êm. Cái đôi này nguyên bản ra nó sẽ là Nike Zoom Vomero Plus. Plus ở đây là một dấu cộng và ngày xưa các bạn nó sẽ có tích hợp một cái loại công nghệ gọi là công nghệ Nike Plus. Nó sẽ liên kết với cái iPod mà ngày xưa các bạn mua dùng của Apple á. Nó sẽ cho các bạn về những cái điểm giống như các bạn bước đi bao nhiêu, một ngày bao nhiêu, dữ liệu về sức khỏe nó sẽ gửi về. Ở thời điểm hiện tại thì cái đó rất là vô dụng đó mọi người. Kiểu là bây giờ trên chiếc iPhone và trên những chiếc smartphone bây giờ á, nó đã có hết rồi. Nhiều khi các bạn đi một ngày chờ các bạn về, các bạn mở ra thì nó sẽ tích hợp với các bạn là tính luôn các bạn là các bạn đã đi bao nhiêu bậc thang, bao nhiêu cây số cho một ngày rồi. Cho nên là những công nghệ ngày xưa thôi, ngày xưa thì nó là Nike Vomero Plus, nhưng bây giờ thì hết rồi ha. Nói chung là những cái công nghệ đó hiện tại thì chúng ta nghĩ là nó cũng khá là dư, nhưng mà mình cũng muốn điểm lại cái thông tin cho các bạn biết hơn. À, tiếp tục là những năm sau đó thì Nike phát triển thêm Nike Vomero 567 và những dòng series tiếp theo. Và đôi này sẽ bị lặng khoảng thời gian từ năm 2011 đến thời điểm là 2019. 2018 thì tiếp tục là một cái hãng tên là Cold World. Cái hãng này khá là nổi tiếng về thời trang, đã hợp tác với lại Nike trên bản Nike Vomero này. Và họ đã cho ra một phiên bản khá là kiểu thú vị, cũng khá là hay. Nó có một cái phần sâu hơi dư dư một tí. Đa phần người dùng đã gửi là những cái ý kiến trái chiều và người ta không thích. Nhưng những cái người mà thuộc về trường phái mà trải nghiệm sản phẩm, thay đổi thời trang, yêu thích những cái mới thì người ta lại thích. Và nó đã sold out một cách rất là nhanh chóng. Cho nên là Nike cũng đã không có mặn mà gì với cái phiên bản đó và Nike Vomero 5 ở thời điểm đó nữa. Mãi đến năm 2019 thì Nike lại quyết định là bây giờ tao chưa lớn, tao chơi tất tay. Họ phát hành thêm một cái pack này thì có tên là Nike Black Pack Vomero 5, sử dụng những màu chủ đạo như neon, silver, metallic cho một đôi giày Nike Vomero 5. Nó hơi mang ý nghĩa về thời trang và cũng hơi vintage một tí. Và những đôi giày này nó lại tiếp tục bị flop mọi người, và người ta cũng không có mà gì lắm. Khi mà doanh số không có, mọi thứ thì không được, thì Nike mới quyết định là thôi, cho đôi giày này vào dĩ vãng và họ không sản xuất nữa. Đúng chính xác vào tháng 9 năm 2022, đôi Osmule đầu tiên được ra đời với một cái phiên bản. Thì khi mà các bạn nhìn vào ở trong những cái phiên bản từ năm 2022 á, nè, các bạn sẽ thấy ở trong gót của nó có hình là Bowman, ở dưới có ghi chữ Series. Và Bowman Series là gì? Họ làm đôi giày này quay trở lại tri ân với hình cái gót đó, đó để tri ân Bowman, người bạn rất thân của người Powder Puna. Cho nên là khi mà làm đôi giày này cũng khá là đặc biệt ha. Và người ta đã áp dụng được 2 đến 3 công nghệ vào trong đôi giày này ở thời điểm mới, có nghĩa là custom. Điểm custom này thì nó quá là nhẹ, quá là êm rồi. Rồi Nike Zoom Air cho phép bền, là nó bền bỉ hơn. Phần chống sốc này thật ra nó cũng khá giống là Endurance, là cái công nghệ mà không để lại cái dấu vân dày ở trên sàn,
một công nghệ giúp bạn lịch sự hơn. Durablend với lại Endurance nó cũng khá là giống nhau. Có xu hướng là chống sốc, bảo vệ, bền dày và nó không có để lại những cái dấu vân kiểu đen đen rít rít trên sàn, rất là khó chịu. Là họ sửa lại cái phần chính giữa này, có thêm một cái lớp nhựa này, nó giống như một cái phần hệ thống khung sườn ở đây để giúp cho đôi giày các bạn bền hơn, vững hơn ha. Và đó là câu chuyện và cũng như là mọi thứ các bạn nên cần biết trước khi mua đôi giày này, Nike Vomero 5. Và ở đây thì mình có một cái phối màu khá là ok. Bây giờ các bạn nhìn nè, cái mà mình rất là thích ở đây chính là cái phần Storebox. Các bạn nhìn cái Storebox nè, nó khá là nhọn, nó khá là giống giày running, bởi vì khi mà nhọn nó sẽ tách gió và nó sẽ giúp cho các bạn không bị mệt nhiều. Và ở trên thì các bạn thấy nè, toàn bộ là sử dụng vải lưới nè, vải lưới trắng thoáng khí. Ở trên các bạn sẽ có một cái lớp layer, cái lớp layer này nó được làm bằng da, hơi bóng nhẹ thôi chứ không phải là bóng loáng nha, hơi bóng nhẹ thôi. Thứ nhất là nước nó đỡ thấm vào, thứ hai là nó đẹp. Bạn nào mà tinh tế hơn các bạn nhìn kỹ ha, ở trên cái phần mũi da, trên những phần da này người ta sẽ có lạc dán một cái miếng 3M chạy dài. Cái miếng 3M này khi mà chúng ta đi hoặc chạy ngoài đường vào buổi đêm trời hơi sụp tối thì ánh sáng nó chiếu vào như đèn pha, đèn xe cộ chạy ngoài đường á, thì người ta sẽ thấy được cái đôi giày của bạn và thấy ra bạn. Nó nói chung là những cái thiết kế nhỏ nhỏ thôi nhưng nó cho chúng ta một cảm giác rất là chi tiết, rất là hay. Bên trong là lưới với đệm thôi nên là các bạn đi rất là thoáng. Khi mà các bạn chạy nè, các bạn thấy không, cho dù các bạn có uốn cong thì đôi giày nó vẫn thoải mái và không bị gãy mũi. Về hệ thống dây thì khi mà nhìn lên á thì mình cảm giác là đây là một hệ thống dây nó khá là ok. Ở đây thì họ sử dụng cái loại dây bản to, bản hơi to một tí ha mọi người. Mình thấy là nó tí ok thôi, bởi vì sao, được cái là dễ cầm dễ cuộn nhưng mà nó cũng hơi dễ tuột ra một tí ha, khá là mít với phần hệ thống lưỡi già. Nó có một cái điểm rất là hay là ở trên cái phần dây với lưỡi gà các bạn sẽ có một cái miếng, và ở trên này nó sẽ có một cái đường rãnh. Cái đường thẳng này nó sẽ là chất liệu 3M. Cái này không phải để trang trí mà là để cảnh báo khi mà người ta gọi ánh sáng vào hoặc là đèn vào thì nó sẽ sáng dạ lên thì người ta sẽ thấy bạn, bởi vì cái sự phản quang của cái 3M này. Thì đây cũng là một cái thiết kế rất là an toàn cho những người chạy bộ ha. Tiếp tục lại có là hệ thống dây, các bạn sẽ có nè, sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 lỗ thẳng và một cái lỗ backup phía trên ha. Lưỡi gà này nó có đệm nhưng mà nó rất là mỏng nha. Ở trong thì nó có một cái lớp đệm nhỏ và nó sẽ có hầu như là vải lưới thôi, nó giúp cho tác dụng của các bạn là thoáng khí. Ở trong thì các bạn sẽ thấy một cái khung rất là to ở trong cái lưỡi gà. Với cái khung này thì nó sẽ giúp cho luồng gió rất là thoải mái. Trên cái tag của lưỡi gà vẫn ghi là Nike Vomero. Cái lưỡi gà này thì mình như mình nói, vải và đệm nên là rất là mềm nha. Cái mặt bên thì mình rất là chú ý, bởi vì sao, từ cái phần kết nối giữa cái đế giày nè lên tới bên trên của hệ thống dây, nó không phải là 3M nhưng mà nó là một chất liệu hơi canvas một tí. Nó sử dụng một tí cái kiểu là canvas để cho cái điểm này chỗ này nó thay đổi một tí, nó sẽ hay hơn và nó sẽ có những cái lằn màu đen tạo điểm nhấn trên dấu suốt này. Cái sự đặc biệt là dấu suốt này nó làm bằng nhựa cho nên là nó sẽ nhựa mềm nha, nhựa và nhựa vải á, giống như mấy cái thác trên những cái áo jacket á. Cái dấu suốt này được cái không có to, nó vừa thôi, vừa với lại kích cỡ của đôi giày nên là nhìn nó cũng sẽ khá là hay. Ở đây thì họ sẽ làm cái họa tiết giống như là cái mang cá á mọi người, và có những cái vây đi thẳng từ trên xuống dưới, kết nối từ hệ thống dưới nè, dưới đế nè lên tới phần trên, thì nó sẽ giúp cho đôi giày này nó không có bị bung và nó cũng sẽ bền hơn. Nhờ như vậy mà khi mà các bạn vận động, các bạn chạy, các bạn làm cái gì làm thì cái chỗ này nó vẫn uốn theo cái bàn chân của các bạn, nó rất là thoải mái. Bị là nếu như các bạn nào mà tập những cái thể loại mà bẻ đôi giày chân các bạn, ví dụ như đây bình thường bàn chân không mà chân các bạn cong lên thế này đó, thì đây các bạn thấy mình bẻ cong không đó, nói chung là nó sẽ tạo các bạn thoải mái nhất, nhẹ nhất, và hầu như đôi giày này ít có cái da nên là cái việc đó nó sẽ giúp cho các bạn thoải mái hơn rất là nhiều. Cái chỗ này là bằng nhựa mềm nha mọi người, bạn có lỡ mà bị va vào đâu thì cũng đỡ hơn, không có bị chày, không bị hư chân. Nửa gót sau thì cũng như mình đã nói nãy giờ, tí cái kiểu giống như ở trên, chất này giống như là chất da làm mịn nhẹ, sau đó nó sẽ có hai cái gạch bên mặt ngoài và mặt trong có một tí chất liệu 3M cái trên cái gạch này, để khi mà người ta phản cái ánh sáng vào á người ta sẽ thấy được bạn hơn. Phía gót thì nó sẽ có dấu suốt. Một trong những cái gót thú vị là ở đây là gót nhựa. Cái gót này nó sẽ có tác dụng là bảo vệ phần gót các bạn và giữ cái phần gót của bạn tốt hơn, giúp các bạn tránh được những trường hợp chấn thương phần gót, phần cổ, chỗ mắt cá của các bạn á. Nói chung là thường phần gót của những đôi training, những đôi running nó sẽ có một cái điểm cố định ở đây rất là hay và mình thích cái điểm này ha. Cái phần lót thì cũng không có gì, lót thường, bên trong thì có cái logo của Bewoman Series đó, Bewoman Series thôi ha. Và phần gót á thì các bạn sẽ có một cái lượng đệm rất là nhiều để giữ cái phần mà gót chân các bạn tốt hơn ha. Chỗ này cũng đệm rất là nhiều. Cái đế giữa thì các bạn thấy nè, chúng ta sẽ có màu cháo lòng một tí, rồi nó sẽ có ghi nè Cushlon nè, là công nghệ đệm Cushlon của Nike. Công nghệ này khá là nổi tiếng, mềm êm, có đệm Nike Air Zoom. Nike Air Zoom ở đâu? Nằm ở giữa của phần gót và phần chỗ này. Đây ha, chính nó là đột phá của năm 2011 đó. Phần đế giữa này nó sẽ cách sàn khoảng tầm một lóng tay, có nghĩa là độ cao này là độ cao vừa, không thấp không cao,
vừa phải để các bạn cảm nhận được cái sàn tốt hơn. Mấy cái cục màu xám này nè mọi người, là chống sốc á. Khi mà lực nó đẩy vào nó đàn hồi á, thì cái mấy cái cục màu xám này nó sẽ giống như là những cái lò xo, nó chịu lực, nó sẽ giúp cho các bạn rất là ok luôn. Các bạn mà nhìn mà các bạn không biết á, các bạn rất là dễ lộn cái đế này. Nhìn nó y chang New Balance 2002R hoặc 1906R. Cái đế nó cũng có mấy cái cục này, nhìn rất y chang đúng không? Bạn nào có thì cứ thể so sánh ha. Cái ao shoe này là một trong những cái ao shoe mà bạn nhìn cho kỹ nè, mình sẽ giải thích lại cho các bạn. Đế giờ chạy là đế, các bạn nhìn nè, đế này thì nó nằm ở đế lai nên là mình cũng không có nó rõ hơn. Đế giờ chạy là thường cái phần cái mặt này nè, nguyên cái bảng ở trên nè các bạn thấy không? Nguyên cái bảng này nó sẽ to. Đôi giờ chạy nào cũng thế, cái bảng hay to tại vì cái chân các bạn á lúc nào cũng tiếp đất như thế này nè. Đó, tiếp đất như thế này. Khi mà các bạn tiếp đất như thế á thì cái bảng này phải to, to thì nó mới có thể giữ được cái chân của các bạn tốt hơn. Thường á, giày running cái gót cái giữa nè, cái giữa này sẽ nhỏ và cái gót nó hơi bành ra một tí để các bạn xoay, các bạn chuyển hướng rất ok. Nhưng đôi này là light running, hơi training, cho nên là cái phần giữa nè nó cũng hơi bóp vô một tí, nó làm thêm một cái hệ thống khung xương để cho đôi giày này bền hơn và giúp các bạn chống căng cơ. Căng cơ bàn chân á là cái hiện tượng giống như cái chân các bạn, chân dưới các bạn bị giật điện á rồi căng cơ bàn chân. Cái chỗ này giống như là New Balance 1906R đúng không, y chang không khác. Thì cái chỗ này nó cũng là một cái rãnh để giúp các bạn xoay chuyển đồ rất là ok. Chịu lực ở đây chính giữa thì sẽ rỗng y chang luôn. Lực sốc á tác động ở đây nó sẽ như cái lò xo ở đây, nó sẽ chịu lực lại và khi lên tới các bàn chân các bạn thì coi như là nó sẽ nhẹ nhàng lại. Nói chung là rất là ok ha. Ở đây thì người sử dụng là chất liệu màu đen nè, màu hơi sẫm đậm nè, tạo ra những cái gai, những cái mảng này. Thì cái đế này sẽ là đế trend. Cái đế này thì các bạn sẽ đi được những cái địa hình xấu, những cái địa hình mà không bằng phẳng đều rất ok ha. Cái chất liệu của nó là Duralens. Cái chất liệu này thì sẽ bền rồi không có bị kiểu như là để là dấu vân vân giày ở trên cái sàn ha. Nói chung là lịch sự đẹp. Thì nếu như mà bạn nào hỏi mình một đôi giày đa năng đa dụng mà tốt về mọi mặt, chơi hàng ngày đi làm để luyện tập chạy có thể mua về làm mọi thứ, thì mình nghĩ là Nike Vomero 5 là một trong những sản phẩm mình gọi là có bộ đế tốt nhất và giá tiền vừa nhất trong cái tầm giá. Thì thường mấy đôi này chỉ có khoảng dưới 3,5 triệu. Ví dụ đôi này tầm 2,5 triệu ha. Nói chung là sẽ tùy vào hóa màu. Về sự đa năng và tiện dụng, cái đôi này và đôi của New Balance là hai đôi xịn nhất. Và nếu như mà bạn nào mà cần mình tư vấn những đôi giày khác thì có thể inbox vào fanpage giày của Nara cũng như Instagram của mình ha, để các bạn có thể dễ dàng tiện lợi hơn ha. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.